Tôi là Nguyễn Ngọc Kiêm, 61 tuổi, hiện đang cư trú tại thành phố Hải Dương. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một loại thuốc chữa phong đê thấp rất hiệu quả mà gia đình và bản thân tôi đã sử dụng. Báo cáo các bạn là cách đây 6-7 năm thì mẹ tôi là thoái hóa hai khớp gối rất là nặng. Thế mà mẹ tôi chỉ phải đi bằng cái gậy ba chạc mà đi lại rất là khó khăn. Tôi đã chữa cho mẹ tôi ở tất cả các bệnh viện. Đây là rất nhiều, uống rất nhiều thuốc, tốn rất nhiều tiền, thế nhưng đều không khỏi mà chỉ đỡ đau và đỡ khó chịu và khó chịu thôi. Thế thì một hôm ông bạn đến chơi, ông thấy thế, ông bạn tôi ông chạy về, ông mang cho tôi mấy gói thuốc nhỏ, thế thì mang đến cho mẹ tôi uống thử. Mẹ tôi uống xong, thấy uống được 2 ngày thì thấy bảo nó nhẹ hẳn đi. Thế là tôi điện cho nhà thuốc Hà Thông Phong. Thì cái chị nhà thuốc, chị tư vấn, chị nhân viên, chị tư vấn đầy đủ lắm. Nhưng sau đó chị gửi thuốc về. Thì mẹ tôi uống 2 tháng. Thì mẹ tôi bỏ gậy ra và đi lại được. Thế là sau đó là mẹ tôi cứ như thế uống tiếp theo để nhắc lại. Thì mẹ tôi bây giờ rất khỏe. Nhưng trong cái thời gian vừa rồi thì tôi tự nhiên đêm nằm lại thấy đau hết cả vùng vai gáy. Thế mà nhiều lúc đau nhức đầu, buồn nôn. Cái chân trái này của tôi, đầu khớp gối trái này tự nhiên nó tê đêm tê dại. Xong ngày đi thì có những lúc tôi có cảm giác như có gai ở trong này nó đâm vào, rất đau, rất khó chịu. Nên là tôi đi khám bệnh thì bác sĩ bảo tôi bị thoái hóa hai đốt sống cổ, và cái khớp gối trái của tôi là bị gai và thoái hóa tương đối là nặng. Thế là bác sĩ đưa cho tôi cái đơn thuốc về, nhưng mà tôi nghĩ là tôi bị đau dạ dày. Thì chữa bằng cái thuốc Tây y là rất khó khăn, rất khổ, chữa hại rất dạ dày. Thì tôi nghĩ ngay đến Hà Thông Phong, thì tôi gọi điện lên thì chị nhân viên chị tư vấn cho xong, sau đó chị gửi thuốc về. Thì cho đến nay là tôi uống được khoảng chừng hơn 1 tháng rồi. Thì đêm nằm ngủ là rất là dễ chịu rồi, cái đầu không bị đau, không buồn nôn, không đỡ bị đau nhiều. Khớp gối này của tôi đi lại thức được, tôi lại tập luyện, tập thể dục thể thao thứ như cũ. Thế mà bây giờ thì tôi hiện tại là tôi đang uống. Thế mà cái thuốc phong đê thấp này, địa chỉ ở đây là Cầu Giấy, Hà Nội. Thế nhưng mà tôi chỉ gọi 0933 819 586 là nhà thuốc Hà Thông Phong, họ sẽ có người, có nhân viên tư vấn cho mình. Đây là cái bao thuốc và cái hộp thuốc. Nhưng mà tất cả trong này tôi đây. Nhưng mà uống rất là dễ, chỉ hơi ngâm đắng một tí. Thế uống với nước trắng. Thế tôi ngày tôi uống một ngày hai gói nhỏ này. Thế cho đến bây giờ thì tôi thấy là người tôi rất là khỏe. Thì hôm nay tôi lên mạng để tôi giới thiệu với các bạn. Bạn nào mà có nhu cầu hoặc là có người nhà đau khớp thì các bạn có thể liên hệ với cái số điện thoại 0933 819 586 của nhà thuốc Hòa Thông Phong. Thuốc để mua phong tê thấp thì sẽ có người nhân viên tận tình chu đáo để nói với các bạn. Tôi xin cảm ơn nhà thuốc Hà Thông Phong. Xin chào.